Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Ô Quang Thật. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một cái địa điểm rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách trung tâm Sài Gòn khoảng 40 km, và chúng ta có thể đi về trong ngày. Ở đây rất là thích hợp cho camping, rồi ăn uống, rồi dã ngoại. Nhóm của chúng ta 50 người hay là mười mấy, 20 người vẫn được. Cảnh quan thì rất là tuyệt vời. Mời các bạn đến với cái một cái làng bưởi ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Và như thế nào thì xem clip sau đây của mình nha. Từ ở ngoài đường lớn đi vào á thì sẽ có những cái biển chỉ dẫn như thế này, cho nên là chúng ta sẽ rất là dễ đi. Ngày hôm nay mình đi trời không được đẹp cho lắm, hồi sáng giờ đi thì mắc mưa. Làng bưởi Tân Triều kính chào quý khách. Ở ngay cổng thì có một cái mô hình của trái bưởi rất là bự luôn. Khu vực này thì bà con trồng rất là nhiều bưởi. Sau khi mà đến đây là mình chạy xe thẳng vào trong, chạy múc vào bên trong tìm cái khu vực để mà ngồi. Khu này thì cặp mé bờ sông như thế này nè các bạn. Và sẽ có những cái họ làm những cái view như thế này nè. Và ai muốn đi thuyền thì sẽ có cái dịch vụ đi thuyền với 600.000 cho giờ đầu tiên và 500.000 cho giờ tiếp theo. Mình cùng đi một vòng để mà tham quan cái nơi này nha. Và theo như lời khuyên của mình á, mình khuyên các bạn là nên đi sớm để mà chọn những cái view đẹp. Ví dụ như ở đây nó có một cái nơi xét vào sông, thì cái chỗ này đã có người đặt rồi. Nếu mà mình đi trễ mà vào những cái ngày lễ hay cuối tuần mà đông khách á, thì mình sẽ ngồi trong những cái khu vực này chứ không có được chọn cái view xét bờ sông. Ở đây rất là rộng và rất là thoáng mát. Có rất là nhiều cái view khác nhau cho nên chúng ta chọn. Mình cứ đi dọc dọc lên này nè các bạn. Đó, mình có thể là ở dưới này hoặc là khu vực kia kìa. Nguyên cái khu vực này này để mà chúng ta có thể là ngồi ăn uống ở đây và ngắm cái view sông. Ở đây không biết có cái cây gì mà nó to quá các bạn ơi, nguyên cái bộ rễ của nó này. Ở trong này họ cũng thiết kế nguyên một cái bộ bàn. Wow, những cái ngày mà nắng á, ngồi trong này rất là mát luôn á. Chúng ta có thể đi theo nhóm 5-7 người, 10 người. Và ở trong này á, thì các bạn sẽ được đi tham quan cái vườn bưởi. Đây, những quả bưởi này nó cũng còn nhỏ, chưa có lớn lắm.
Đây chúng ta có một nhóm các bạn học sinh đi vào đây tham quan. Cái mùa này bưởi nó không quá to ha. Trái nó nhỏ quá ha. Vào trong này là các bạn chúng mới lạc vô vườn bưởi luôn. Wow, thấy không các bạn? Thả luôn. Đó, các bạn thấy không? Đã không các bạn? Wow, cái cặp bưởi này to ghê ta. Bún đã luôn á. Ở trong này còn giống bưởi bự nữa không? Đó, lạc vào trong vườn bưởi luôn, các bạn đã không? Wow, các bạn thấy không? Má ơi, cái trái bưởi này to cực kỳ luôn á. Đã ghê luôn này. Coi này. Ôi, to hơn cái mặt mình luôn á, đừng có đùa. Đây này, trái đây nè, trời ơi. Coi này, coi trái đây nè mọi người, đây này. Tôi nói gian à, đây nè, ôi vô, má ơi, này, cái trái này bự hơn cái mặt mình luôn á, thấy không? Wow, mấy trái bưởi bên đây bự quá trời bự luôn á. Đã ghê luôn này. Ôi ôi, mấy trái bưởi này to quá. Này các bạn, như trái này này. Ôi, đây là một trái bưởi rất là to. Đã nghe tiếng đã quá, tiếng bưởi này, bữa này là ăn rất là ngon. Đây này các bạn, ôi ôi, trái này càng ngon hơn nữa này. Bạn nghe cái tiếng không? Cái tiếng cái khi mà bà, mình chỉ ra, bạn lấy cái tay mình gõ, binh 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 binh. Đó là bữa đó nó già rồi, ăn ngon rồi. Yến xào bưởi, quầy lâu niệm nha. Coi thử trong này có gì. À, trong này bán yến xào này. Rồi những cái vật dụng liên quan đến bưởi này. Rậu bưởi. Sau khi mà tham quan một vòng ở khu vực này á, thì các bạn sẽ được thưởng thức cái món gỏi bưởi tôm như thế này nè. Đặc sản ở khu vực này á, rất là ngon nha mọi người. Cái điểm đặc biệt của cái món này là nó cái gỏi bưởi á, nó tôm thì bình thường rồi các bạn, quan trọng là những cái bưởi này, cái vị, cái hương vị chua chua ngọt ngọt của cái bưởi nơi này á, thì ăn nó rất là lạ miệng và rất là ngon. Đi ra đây thì không thể nào mà thiếu sót được cái món gỏi bưởi này nè. Mình sẽ thử cho các bạn trực tiếp luôn nha. Chụp gần đó, chụp gần thấy nhãn mà. Cái rậu bưởi này á là nguyên cái chai là người ta ướp lạnh rồi. Và cái vị của nó thì nó chát chát, nói chung là nó cũng nồng nồng nhẹ chứ nó không có nặng. Và ngon. Nói chung rất là ngon. Mình không biết là miêu tả như thế nào, tại vì miêu tả thì nó không có còn ngon nữa. Các bạn cứ đến đây thử cái loại rượu này đi, rất là tuyệt vời, kèm với những cái món ăn mà hương vị quê từ bưởi này, như là chè bưởi, gỏi bưởi, rồi những cái món cá gà rồi đồng quê á, khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời các bạn. Hãy nhớ về đây nha. Đây là cái món chính nè mọi người, quá là đã luôn, ngon ghê luôn, không thấy không? Kèm với cái trái gì vậy? Kèm với cái trái gì ta? Cà đúng không? Cà. Trời ơi. Trứng non đó. Hồi nãy là mình kêu cái món gà, đây là gà gì vậy mọi người? Gà nướng lá bưởi. Gà nướng lá bưởi. Đó, ăn kèm với rau ngò. Rớt rớt mẹ nó hỏi cho luôn. Đây. Rồi, tất cả chúng ta cùng nâng ly nè. Rồi. 1 2 3 vô. À, uống rượu nè, rồi ăn gà nướng lá bưởi nè, kèm với trái sung nè, trái cà nè. À, các bạn thấy đã không? Sướng không? Làng bưởi Tân Triều thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km. Nơi đây được bồi đắp bởi con sông Đồng Nai đi ngang qua nên đất đai khá màu mỡ, quanh năm tươi tốt. Ở đây, ngoài việc trồng lúa thì bà con còn trồng các loại cây ăn quả khác, nhưng
nhiều nhất vẫn là cây bưởi. Đến đây, có lẽ phải kể đến cơ sở du lịch sinh thái Vườn Làng Bưởi Nam Huệ. Tại đây, chúng ta sẽ được cảm nhận du lịch sinh thái miệt vườn, về với thiên nhiên sông nước như là ăn các món đồng quê. Đặc sản ở đây là món gỏi bưởi, chèo thuyền dạo bờ sông ngắm cảnh. Cảnh quan nơi đây cho ta gần gũi, hòa mình vào với thiên nhiên. Bầu không khí trong lành, thanh bình, bạt ngàn với những cây bưởi trải rộng hút mắt. Ở đây trồng các giống bưởi như là da xanh, này, bưởi năm roi, cũng giống như các giống bưởi ở miền Tây. Nhưng chắc có lẽ là được thiên nhiên ban phú nên trái bưởi ở đây có vị ngọt, thanh thao, đặc trưng, nên từ đó có tên gọi là bưởi Tân Triều. Tân Triều là tên của một địa danh và bây giờ thành thương hiệu của cái loại bưởi ở nơi này. Bưởi ở đây được sử dụng hầu hết từ vỏ bưởi đến tiếp bưởi bên trong. Về đây bạn sẽ được thưởng thức hết các món ăn đó. Còn có một cái loại rượu bưởi rất là ngon luôn. Đây sẽ là những trải nghiệm rất là thú vị, những cái khoảnh khắc gắn kết khó quên cùng người thân và bạn bè vào những dịp cuối tuần hay là dịp lễ. Để đi đến đây thì khá là dễ dàng. Các bạn cũng có thể xuất phát từ thành phố Biên Hòa hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hẹn nhau ở đường Phạm Văn Đồng qua cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức. Bạn đi tiếp theo quốc lộ 1K qua cầu Hóa An, sau đó rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Nghệ, đi tiếp đến ngã ba với Hương Lộ 9, sẽ đi thêm một đoạn nữa là đến. Nhóm tụi mình đến đây khá sớm, lúc quán còn chưa có ai, với mục đích là chọn một cái view đẹp. Tham quan một lúc tầm 8 giờ sáng, mình đi dạo một vòng thì thấy quán đã chật kín người luôn, không có chỗ. Nên khuyên các bạn nếu đi thì mình cố gắng đi sớm để mà tìm một cái chỗ ngồi, một cái view bờ sông, ngắm cảnh, ngồi chơi. Ở đây thì khá là rộng rãi, bãi đậu xe thì khá là rộng luôn, xe ô tô, xe máy có thể là vào tận nơi bên trong. Chúng ta ngồi ở đâu thì chúng ta để xe ở đó và canh tại chỗ đó luôn. Chúc các bạn có một cái nơi khá là thú vị trong chuyến đi tương lai. Một nơi khá là thú vị đúng không các bạn? Nguyên cả buổi sáng chơi ở đây, những cái món ăn, những cái view sông cảnh rất là tuyệt vời, thích hợp cho những cái nhóm bạn trẻ về đây chơi vào dịp cuối tuần. Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 40 km. Hy vọng qua clip này, kênh của mình sẽ chỉ cho các bạn một cái địa điểm thú vị có thể đi về trong ngày. Xin chào và hẹn ở nhiều clip tiếp theo nha.